Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube. Hôm nay thì mình đang tham dự cái lễ bàn giao xe Vito VF8 cho khách hàng. Thì hôm nay có một số khách hàng đã được nhận trước các mẫu xe VinFast VF8 này. Và anh em có thể thấy là ở đây chúng ta có rất nhiều các màu sắc để sát. Màu đỏ đầu tiên là màu đỏ này, phải nói rằng là có một cái màu sắc thực sự rất là sâu. Và nếu như mà để so sánh với những cái mẫu xe bình dân phổ thông với tầm tiền như này thì mình nghĩ rằng là cái màu sắc này nó đạt cái mức độ rất là cao, ngang với các dòng xe cỡ hạng sang. Thiết kế của VF8 thì chắc có lẽ là anh em cũng đã quan sát ở trên mạng xã hội rồi, và ở trên phương tiện truyền thông. Nhưng mà đối với ngày hôm nay thì trên thực tế mình mới thực sự là xem cái thiết kế của VinFast VF8 này, nó thực sự rất ấn tượng đẹp. Và cái khả năng hoàn thiện của xe nhé, rất là tốt anh em nhé. Có thể thấy những cái khe của bodystock này, khe nắp cabo này nó rất là đều tăm tắp, đèn chiếu sáng cũng vậy này. Nói chung là thiết kế và độ hoàn thiện thực sự rất là tốt anh em ạ. Cam trước này, trong tình hệ tổng thể chi tiết camera 360 độ tuyệt vời. Em đi ra ngoài rồi, bây giờ em đi xe buýt về đầu sự mình nhé. Đây, là dàn xe quay cho anh em nhé, quay nhanh. Là dàn xe này, độ hoàn thiện rất là tốt. Và cái màu sắc ở đây là màu sân bóng, rất đẹp, đi kèm với cả kiểu phay xước. Hệ thống treo phía trước thì mình nghĩ là theo kiểu dạng độc lập. Đây là cổng chỗ sạc điện. Đây, tí nữa mình sẽ bước vào bên trong cẩn thận để cho anh em xem. Đây, mình quay sang bên này, mình vừa đang phỏng vấn. Sau này, cảm biến hỗ trợ độ xe phía sau đầy đủ. Cảnh báo điểm mù này, camera 360 độ đầy đủ hết, xung quanh xe đầy đủ kiểu gì ạ? Đây, anh có thể thấy này, cái mức độ hoàn thiện của xe rất là tốt nhá. Những cái đường gân keo chỉ ở phía cánh cửa này rất đều đẹp, keo chỉ rất là mềm nhá. Đấy, keo chỉ rất mềm. Bên trên tappy thì sử dụng vật liệu da này, đi kèm với cái thiết kế như kiểu rằng là nó là carbon này, đẹp chưa? Cực kỳ chắc chắn nhá, cái tay nắm cửa này chắc cực kỳ. Này, vật liệu da thì cũng rất là mềm nhé các bạn nhé, da mềm và có mùi thơm tự nhiên, nó không khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu khi mà bước vào bên trong nội thất xe. Ghế lái, ghế phụ thì đều có khả năng chỉnh điện này. Đấy, cửa gió điều hòa này, đây anh em có thể thấy là màn hình iPad to cực to, cực dã man, to tàn bạo. Vâng vâng, to dã man. Thì trong cái điều kiện là xe này mới chỉ giao cho khách hàng, chính vì vậy mà mình cũng đang hạn chế quay. Màu xanh này, màu xanh sâu chưa, đẹp chưa? Màu cam thì thực sự rất là nét. Thực sự màu này thực sự rất là đẹp luôn. Mình rất là ấn tượng cái màu này. Và chính cái màu này nó là cái màu ra mắt đầu tiên trong cái buổi lễ bàn giao xe ngày hôm nay. Cái hốc gió xịn nhá, không phải là giả đâu. Đèn chiếu sáng 32 tinh thể này, nói chung là đầy đủ hết công năng, xịn, rất là xịn. Độ hoàn thiện rất là tốt nhá. Khe hở phía trước và đợt sốc này, khe hở nắp cabo này đều tăm tắp, một chữ A cũng vậy này, rất là chắc này, chắc chắn cực kỳ luôn. Bọp nó không bị bạch. Đây, bên trong nội thất của chiếc VF8 đây, toàn bộ cái khu điều khiển trung tâm này thì được tinh giản, tối giản này. Đấy, không có nhiều nút bấm đâu và đều được áp dụng hết trên cái phần màn hình này. Đấy, bật đèn cảnh báo à. Ôi, chắc chắn cực kỳ luôn các bạn ạ. Đóng cửa ra, đóng cửa vào, xe cực kỳ chắc chắn đầm luôn. Đây, không gian hàng ghế đấy. Ôi, rộng dã man. Không gian hàng ghế thứ hai rộng dã man luôn.
rộng dã man luôn anh em. Anh em lên xe buýt để đi chơi được. Tập trung hết về đây để còn. Rồi, tạm thời thế thôi đã, tí nữa mình sẽ quay phần nội thất và trải nghiệm cho anh em xem. Hello, xin chào tất cả anh em. Đây là màu bạc của chiếc xe VinFast VF8 nhé. Và hiện tại đang có rất nhiều người quay và quan tâm về cái màu bạc. Cái màu này thì đúng là để mà nói cái màu, những cái màu của VinFast thực sự rất là sâu. Như mình đã chia sẻ ban nãy thì VinFast có tổng cộng là những màu như là màu trắng, màu đen, màu bạc này, màu cam, màu đỏ và màu xanh rêu, khá là nhiều màu cho anh em có thể lựa chọn. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là cái màu bạc này và màu cam, màu bạc, màu cam, màu đỏ là những cái màu thực sự cảm thấy là nó rất là sâu màu và đẹp, đẹp cực kỳ luôn này. Nhìn trông nó rất là sang xe và nhìn tổng thể thì nó giúp cho xe cảm thấy rất là to. Đấy. Đi kèm với cái thiết kế anh em có thể thấy là những cái đường gân dập nồi này, dã man. Giống với cái thiết kế mới trên những cái mẫu xe crossover hay những mẫu xe hiện nay thì cụm đèn chiếu sáng thì luôn luôn sẽ được đặt phía dưới và đèn daylight sẽ được đặt phía trên này. Rất đẹp. Đèn sương mù thì nằm ở phía bên dưới gầm. Đấy, gọn gàng không? Thiết kế phải nói tổng thể rất là ok. Màu bạc. Đây, màu đen. Đây là màu xanh rêu nhé. Đây là màu xanh rêu này. Màu xanh rêu này như mình vừa đã quay với anh em rồi, rất đẹp. Hiện tại thì ở đây chúng ta thấy là màu nâu,